nối tiếp chương mục chính trị và đời sống sẽ là bài viết của tác giả nguyễn tiến tường một thứ tư duy bần tiện thứ trưởng nguyễn viết tiến nói rằng thu phí người nuôi bệnh là hợp lý vì sử dụng điện nước của bệnh viện nói thật với ông nó không những không hợp lý mà còn ti tiện nói thật chẳng có nơi nào mà làm người ta chán sống bằng cái bệnh viện công sứ mình ngoài những cái toa thuốc đáng ghét rất dễ nảy nòi một tâm bệnh vì có bệnh hay không có bệnh đều mang một mặt cảm thân phận khi phải sống trong một cái điều kiện gần như không phải cho người người bệnh lây lắc trong bệnh viện công đa số đều là nghèo nhiều người nghèo sát sơ phải ăn cơm từ thiện để cầm hơi thân nhân thì bỏ ruộng vườn cầm nhà cửa lê lết bên lề bệnh viện ngày này qua tháng khác có lành bệnh đi nữa thì cũng kiệt quệ về kinh tế trong cái bối cảnh đó, bệnh viện toán tính với người ta từng đồng xu các bạc, ra tấm ra món là chó cắn áo rách, vừa tham vừa ác. Cái bốt bẩn còn không thu tiền xe cấp cứu, các ông lại muốn ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Đương nhiên, nghèo không phải là cái lý do để thoái thác, cứ coi như người nuôi bệnh trả tiền dịch vụ sinh hoạt, thì cái dịch vụ ấy là những cái gì? là một khoảng bê tông hoặc ghế đá, là những cái toilet đậm đặc mùi xú huế tẩm lợm hay sao? Nói thật với ông Tiến, nếu người bệnh mà được nằm trong cái phòng sạch sẽ, trắng tinh tươm, mỗi ngày y tá hộ lý thay tả bóp vai tặng hoa hoặc là hát cho nghe như trong phim của Mỹ, thì thân nhân người ta vạ vật ở đó để làm gì? Cũng vì bệnh viện không chăm, không làm được cái công tác tâm lý, thậm chí còn quát mắng, hạnh huệ, cho nên người ta mới phải bấu víu vào nhau. Đến cả cái thang máy nhiều lúc cũng không được dùng nữa kìa. Toilet của các ông thì các ông cũng dùng riêng như là cách ly người với xúc vật vậy, thì không thể nói là thu phí dịch vụ được, trừ khi các ông nhập chung vào và không phân biệt đối xử. Một cái chỗ đi tắm còn không có mà đòi thu tiền dịch vụ là không công bằng. Các ông lấy lý do bệnh viện quá tải để thu Vậy người bệnh, ba bốn người nằm một giường, nằm trang ra cả hành lang, các ông có trừ tiền dịch vụ không? Tôi nghĩ là không đâu ha. Người bệnh và thân nhân nằm thoi thóp ở hành lang mà các ông thu hai suất dịch vụ, lương tâm của các ông có bị cắn rứt không? Ông Tiến lại bảo bệnh viện tự chủ chi phí nên phải thu. Như thế là trước giờ bệnh viện lỗ là do mất khoản thu tiền tiểu tiện đại tiện của người dân à thưa ông. Trước giờ không hoắn, có chủ trương tự chủ tài chính là các ông dạy nảy như đĩa phải vui vậy. Như vậy có phải trước đây có trợ giá nên đầu này các ông báo lỗ, làm chí phèo, rạch mặt, ăn vạ ngân sách, đầu kia thì làm bá kiếm, lạm thu của nhân dân, nên bây giờ các ông sợ lòi ra sự thật có đúng hay không? Dù bất kỳ lý do gì, ông Tiến ạ, à, một cái tư duy nhắm vào nhu cầu tối thiểu của con người trong lúc họ khốn cùng để mà kiếm doanh thu, thì đó chỉ có thể gọi là một cái thứ tư duy bằng tiện mà thôi